Hello cả nhà. Bây giờ thì cả nhà đang xem thì cái chỗ ăn nhậu của mình với ông Tú rồi này kia nó ngập lên láng rồi. Ủa mưa dữ lắm sao ông Tú mà trời ngập quá trời vậy? Bữa giờ mưa lắm sao mà ngập quá vậy? Có cá lên không? Uống gì nha Hậu? Uống nước cam mà. Chú nhớ quay con uống nước cam hả? Cứu đang quay con uống nước cam đây. Con ăn cơm chưa? Dạ, con ăn cơm. Ủa sao con bị bệnh nó gì mà nặng gió tùm lum tà la hết trơn vậy? Nặng gió đó chú nhớ. Cha con nặng cho con đó. Đau không? Cha con nặng đó chú nhớ. Vừa nặng gió đau không? Không, đau chú nhớ. Bị bệnh hả? Con bị bệnh hả? Con bị bệnh chú nhớ. Hết chưa? Đỡ chưa? Chú nhớ đang quay con uống nước cam đây. Bữa nay mình xuống mình có đem 1 ký ốc ống tay với thịt chuột. Chuột là chuột bắt ở nhà luôn đó ông Túc. Bắt cái gì? Tôi mà tôi không có bắt. Cậu Sáu bắt ở nhà ở trong ngoại á. Thấy nhà có đồ ăn tôi đem ra đây làm hết luôn. Buộc dân chơi này lại không thôi hồi nó tha đi hết buộc lại đó để nó cắt đó bữa hổm luôn bữa hổm không thôi là không thôi là cái bữa đó là kết thúc video sớm luôn rồi tính bị chót lọt kè hâm ngày thấy gì ăn bụng quá mày ngáp à nó nghe nó quýt mày nè hổm này có nhậu với ai không tôi cũng vậy nè ở đây là cũng cách cũng khoảng 4-5 ngày rồi đó cả nhà là mình không có ăn nhậu gì hết trơn á mắc mình mặc bằng công chuyện đi qua tới vị thanh là cho nên mình thì có công chuyện này này kia thì mình thường thường không có nhậu tại vì mình nhậu sợ sỉnh say rồi làm này kia không được Hà bị bệnh hả bệnh á nắng gió đỏ dân em nào cũng bị bệnh dân á nhức đầu cũng chết luôn tôi hai bữa gại gì nó nhức đầu lại quá trời nằm hoài không đi đâu trời người nào cũng có gió cho vậy mắc cười vậy hai ông gại tôi nhức đầu tôi làm biết ông Tú ông cũng ông bị ghiền nặng gió hay thấy lúc nào ông cũng có gió hết trơn á tôi thì tôi yếu còn chả không biết sao mà nặng hoài nặng không được bị ghiền á mà nặng luôn hồi cái nó khỏe không thiệt á nó mệt hai ba bữa là phải nặng bớt cái đâu gió nó chống ra hoài quá ngủ hát bài gì vậy Hậu có khi ca nhạc đâu nghe kẻ đa tình của ca sĩ Lâm Hùng bản ruột đó thần tượng Lâm Hùng đó con hát hơn đoạn cho mọi người nghe chơi Hậu để chú mở đầu cho ha Hà mắc cỡ rồi nó không hát rồi đêm lạnh buồn nghe tiếng nhạc nổi lên mấy hàng không có nhạc không hát hát cao cổ được nó không tà ngào quá chế nó hả dạ không biết đâu có ca nhạc thì biết mấy khúc bữa hổm em mấy nó nghe cao cổ đó mà cái gì đó anh Chí ơi kể từ nay anh không còn sợ cô đơn đó được mấy mà thuộc được mấy chữ đó ống tài cả nhà mình mà làm cho nó kỹ mổ lấy cái đen đen trong cái bụng nó ra chứ ghê lắm ăn cho nó ngon hơn nè cả nhà nhìn nè cái bụng á lấy ra cái này ra ăn cho nó mạnh miệng nhưng khi lấy ăn con sáng không cần lấy ra ruột ra ghê quá nãy mình mới mổ nè nó sình đắt gì được không à là ống tay này mình xào với bắp cải phải không chuột thì nướng đây bắp cải đây cả nhà chế nãy giờ phải sắt cháu yêu sắt mà đi mua của con rể của anh Tú luôn khỏi không đi đâu xa anh không biết nhậu mà mới mua
Thôi kệ đi, mua cho nó chứ đâu phải là sách vô chứ không phải mua chứ. Đây bữa hỏi mà có anh em nào bình luận sao mà nhìn thấy được cái này hay vậy ta? Nhà có ma hả? Nhà nhỏ có ma. Mấy đứa nhỏ tôi đó, chắc con Hạnh á, bà trẻ con nhỏ nhỏ đó. Tự nhiên Sơn lên nhà có ma làm chi vậy? Dòm tôi thấy tôi chữ tới chuyện dòm nó giết hồi nào đâu mà chứ. Con Hạnh á. Ừ, con nhỏ con gái cho nó cũng bao rồi. Mà thằng Hào là chắc chắn là không phải rồi đó. Không có đâu, thằng Hào nó có biết viết chữ biết gì đâu. Thì bởi vì chắc chắn không phải nó. Nhỏ con gái tôi đó. Thằng Hào không có đâu, con Hạnh á. Thôi bả dân cho bả ba gai như con trai vậy. Mà đặc biệt là thằng Hào không đúng rồi phải không? Không phải rồi, loại trừ rồi đó. Ai không biết, ta thấy ta sợ chứ. Trời ơi, nhà bộ có ma. Biết thử rồi. Con không có để ý, bữa đó thằng Quéo nó ngồi nhậu, nó dòm, nó thấy nó đủ, ai giết cái này, nhà có ma ta. Nhớ chật đi, tao nói nhà này không ai, chân thử con Hạnh lên cho. Con Hạnh thôi, ngoài ai ra nói cho nó. Giết hồi nào tôi có hay đâu. Tới giờ lại thấy vậy. Mưa trời. Mưa gạo. Mưa đi, hôm nay trời cũng mát trời rồi cả nhà ơi. Cũng không còn nắng nóng như mấy hôm vừa rồi. Ủa chiếc xe ông đâu rồi ông Tú? Xe hả? Xe mà sửa gửi sửa rồi mà nó ấy quá bán luôn rồi. Không bán luôn rồi hả? Không được, hư rồi. Bán nhiều, bán lại nhiều. Bán là đâu được có 800 ngàn. Ồ, mỗi lúc 1 triệu. 1 triệu. Gì cũng được rồi. Chạy cũng đã mấy tháng rồi, cũng đã đời cũng 5-6 tháng rồi. Hôm đó là lâu rồi. Ủa vậy là theo chế nghĩ là lời hay lỗ? Chiếc xe vậy đó mà nó không có lỗ đâu, chạy cũng 4-5 tháng rồi. 4 tù bông vậy đó mà. Đám cưới con gái tôi tới giờ. 3-400 ngàn là tiền đâu sửa. 3-400 ngàn tôi bán mẹ luôn cho rồi. Xe muốn bằng chiếc xe mua rồi. Mua 1 triệu chạy mấy tháng rồi mà hư nó cái gì thay cái gì đó. Cái 4 mà 3-4 ngàn thôi. Bán luôn ngay cho rồi, không mua không có bán luôn cho. Ồ, chuột mình đang ốp sẽ tế hả? Ông niêm gì vậy ông Tú? Trộn bột bột vào vô với nước mắm. Tí nước mắm vô. À, tôi tỉnh, tôi nước riêng cho rồi. Nhậu đâu tỉnh vậy kìa? Bên ngoài. Bắt cái quạt lên. Ghim chú vô. Ghim chú vô. Không cháy. Ghim cái chú vô. Kìa. Hả? Ghim chui vô chưa ghim cái đầu công điện chứ phòng cháy là để lâu ông mà tới biết đâu. Rồi được rồi Tú ơi. Ồ sóc cảo đi. Nhớ cho khỏe đi. Điện thử không ra điện có bắt máy đâu. Thôi em mới lấy xe về. Tại vì lúc em cầm á là mỗi xin máy luôn. Em mới bán hôm qua. Ghê xuống rồi. Trời, con nghiệp nhỏ ngồi đi sao được. Anh lên thử coi. Anh lên thử. Còn đâu có gì đâu. Là mình có rủ thằng bạn của mình đó, cả nhà là nó làm nghề hớt tóc. Mình mới kêu nó đem đồ nghề xuống hớt tóc cho thằng Hào luôn. Tại vì hổm thằng Hào Tú nó tính kêu thằng Hào đi hớt tóc nè. Nó sẵn dịp xuống đây chơi, rủ xuống đây chơi rồi hớt tóc luôn. Đây là tên Thẳng. Cũng có quay clip với mình mấy lần với ngốc rồi đó mọi người. Bắt lại đây đi, đây nè. Cái này nè, đó là đá không sao đứng được. À đúng rồi, chỗ đó đá không sao đứng. Đó, rồi lên. Thẳng đang làm hớt tóc tại chợ ngang dừa nghe cả nhà. Nếu mà anh em nào mà ở huyện Hồng Vân đồ có lại thì lại ủng hộ chơi. Quay con hả chú Nhẫn? Quay con đây. Rồi, đúng rồi. Nào. Để quay cái lúc tóc dài rồi một chút nữa mình sửa lại là quay là cái lúc tóc ngắn. Kiên nó đi mua rượu mới về.
Còn thấy mát mẻ chưa? Thấy mát rồi chú nhớ nè. Mát rồi chú nhớ nè. Đó, hất đầu lên nhìn nó gọn gàng lên liền ha. Đẩy hai bên nó gọn gàng lên liền. Để rồi nhìn thấy cái mặt thằng Hào nó bự quá. Sao á, đâu có đâu được, nhớ tôi sạch sẽ nha, cái người dơ chứ không có đầu củi tóc dơ đâu. Nhìn xa xa. Nghĩ gì vừa xa vừa đâu. Đó, Diệu đưa ra xa từ từ. Nè, coi nhìn lại cho mọi người coi ơi. Đẹp trai nha. Thôi, à, con cứ nhìn thẳng đi con. Để gọn gàng liền, mát mẻ. Nhớ cái năm mà không quay lại được. Thôi. Chế lên tỉa nè hả? Ờ, mượn con tỉa rồi. Quay luôn. Quá trời ngực tính, không gài đi mà. Chế tỉa là tỉa kiểu gì? Tỉa kiểu... chiếc lá bầu đi, bầu như dưỡng dưỡng tóc đi. Chế hết kiểu Bảo Thi đi. Bảo Thi, kiểu ca sĩ ra. Tóc tôi trẻ ngộ. Cắt vô bỏ cái lớp tóc trái luôn. Chơi gấu quá trời trái luôn. Đây là bữa nay là thẳng xuống hớt tóc. Nói chung là cho Hào với Chế rồi này kia. Hoàn toàn là miễn phí nha cả nhà. Nãy giờ mình quên nói cái vụ miễn phí nữa. Hết nó cháy rồi ha. À, ở dưới nó cháy quá trời ha. Khách ở đây vậy. Đúng rồi, nó sơ gối hết trơn rồi. Vậy là chế bao lâu rồi không hết, không cắt tóc rồi? Gần cả năm rồi đó, tóc tôi lâu ra. Hết tỉa hồi năm rồi tới giờ đó. Hồi lúc hai mấy Tết đó, tới giờ hơn năm rồi mà có bà dài đó. Gặp tóc người ta dài dữ lắm. Ủa hết trơn mặn rồi ta? Hết mặn rồi. Sao nó mau hết dữ ha? Bẻ hết luôn đi Hảo. Lỡ bẻ hết luôn đi, nó rụng hết. Bên đây nè, bên cây bên đây còn mấy trái nữa nè. Thằng ló nó về miền Tây hoài luôn á. Rồi nước đá đâu? Có đâu anh ruột. Rồi. Hết luôn. Chứ không mua về rồi chứ. Hát đồ nhớt lắm. Vậy anh hớt, hớt tóc nam rồi tóc. Nước đá luôn hả? Tóc nữ luôn hả? Đa năng ghê vậy. Nữ anh hớt người quen mà. Dạ. Thằng đó đi cưng đi. Không biết má ơi. Ở đằng chỗ bán bia đằng này nha. Chỗ để cái tiệm bia thứ hai đó chỗ. Tôi chưa cắt mày cái quay không? Có. Tiệm nào? Đi ra đi với anh kia mẹ không. Hết tóc đẹp trai là phải đi. Chỗ nhà bà thị chỗ bán đi đó anh chị. Đi 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 tự đi từ từ đó cho Hào nó kỹ ra kia ơi. Nhà bà thị đằng này nha anh. Đi xuống dò đồ được không? Thơm quá. Trời sáng là chưa ăn cơm đó con Tú ơi. Ừ, như thằng nhậu nó ngon. Có con vô nhậu với nó không được ngon. Ở nhà anh Tú khỏi gắn máy lạnh. Bắt cửa luôn. Vậy mà tôi còn bắt quạt sáng lên chú ơi, nó còn hầm lắm. Nhà lá mà đất mát lắm.
Trời ơi, phải có máy lạnh hết chứ không có lạnh dễ chịu nổi. Ở đây mà còn đây ốc ông tài đây cả nhà. Lạnh rồi. Xào với bắp cải. Vô. Vô. Dạ. Mời cả nhà. Vô. Mời cả nhà ơi. Vô luôn bà con cô bác ơi. Lâu quá mới xuất hiện nha. Kiên thì mặt nó bơ phờ hết trơn rồi. Ngu rồi. Ngu rồi. Sáng giờ uống nhiều. Không ngon ta. Ngon thiệt chứ. Không tính nói đó. Dặn cái nắp ra vậy đó. Cái ly còn này của ai? Của Kiên hay gì? Đây ly này. Ăn đây là nhiều đi thẳng ơi. Ai biết đâu. Ngốc quá trơn. Mời cả nhà ăn chuột cùng với tôi. Tôi ăn miếng ít thôi. Tôi ít ăn. Ôi Hà tắm chơi xong đó ta. Hà tắm xong cho nó ăn con chuột ăn chơi. Nãy nói nó rồi. Tắm lâu lắm, gái gì đó. Sao chứ? Nó tắm lâu dữ lắm, nó kỹ á. Kỹ đến kỳ từ kẻ giò kẻ tay đẹp trai mà nó kỹ không được cho thiệt. Tôi mới hết phóng tay chồn qua ông nằm mơ nhờ ghen ông bà kết hợp lại chứ ơi ông được vậy à đó, tao ông thiệt rồi ông đó được bây giờ. Bây giờ nó hơi ốm mà. Nó rảnh hết tóc trong túi luôn, nãy rảnh rồi không thấy chảy nữa. Nãy kêu ra anh hồi hết luôn đi, tôi nướng chuột cho. Không, ổng khó tính lắm. Ổng phải là hớt tóc như tẻ tê tẻ như hồi xưa á, tẻ mà để tóc dài á. Tao coi lắm. Nhìn người ta khuôn mặt nó nhìn tao biết. Đúng rồi, khuôn mặt ổng dài như đây nè. Dài mà cái trai người ta chắc trai. Ổng vô hết luôn á, tiên hết. Không, con tính hớt mà, thấy kỳ quá. Hớt là em thấy ok đó. Chưa đủ đồ nghề nữa đó hả? Còn thiếu gì thẳng? Thiếu gì có, thiếu cỡ, thiếu mấy cỡ rồi. Mắt bị gì rõ rõ vậy? Nãy mà không vô mắt á. À. Còn cỡ phá chân rồi nữa, lắm chứ. Kệ gì cũng được rồi. Đem đâu có đủ đồ. Bỏ con mình kia hết, tao đâu có hết không? Không đủ đồ nghề hết, không đẹp là không hết. Nè. Đầu con mà nó khó hết. Đầu hào nó dễ hết, nó tròn nó dễ hết. Ừ, đầu không vô. Đẹp mới hết tóc cả nhà. Yeah, cái ổng được dè tròn đúng không? Bằng lờ ổng hết chỗ kia rồi. Không vừa ý, mình cũng quay lại thẳng cơ nó sửa lại. Tại vì tóc cũ đi nhậu. Dài sửa xong cũng đi nhậu rồi xuống đây sẵn hết tóc cho ngào lại kia luôn. Quá hả? Thấy ngào tóc nó cũng dài mà tóc nó không có được đều nữa, tóc nó to á, bự. Đúng rồi. Tú tóc lấy... nó đang mung vậy như tóc người ta nhộm vậy. Tóc ngào cho Tú lấy cá bằng lấy cái kéo bằng cá cắt cho nó hả? Có lấy cái ly lam gập mới thì tôi thấy tôi đi nghi rồi đó. Tại sao mà cái tóc của thằng Hào sao mà nó không có điều với trơn vậy ta? Mới làm gì thì nó tóc của Hào á từ ấy bởi vì tôi nhìn thấy sao mà nó lỉa chỉa mà buông ra cái đầu Hào nó phùng ra nhìn nó bự, nhìn cái đầu cái mặt nó bự cho bá vậy. Dân Tây Ngang thì hớt sao bằng thở được luôn, mạnh nhân kia chống mất mát thì được rồi. Không có chuyện nhiều. Mùi uống im nè anh Túc ha. Tụi này uống cái mùi uống còn mùi gạo nè. Tụi này uống chất lượng nè. Ủa thằng Kiên mua bà nào khúc chảnh. Chắc là trên chỗ nhỏ đường bình quá kìa. Nó còn nhỏ đường bình đó hả? Rằng tới mà cái cua quẹo luôn á. Chứ cụ này mà nấu ở mà... nằm ở dưới cua quẹo phải không? Rằng nằm dưới cua quẹo mà rằng tới cua quẹo. Mà phải cái chỗ mà bán xăng không đó mình ghé mua xăng không? Không. Đây gói thằng Túc xỉu quá. Nó quá ngủ nhầm rồi chứ. Sáng vậy. Để ăn chuột chứ. Trong lạnh vậy tôi không không có ăn chuột đâu. Nè. Không, không có ăn con. Không ăn. À không ăn hả? Không ăn không. Đâu cũng không ăn nó có hào ăn. Bạn hát đi. Sao hồi nhỏ nhỏ ăn mà sao ngại lớn tự nhiên không ăn luôn mà. Nhớ là món này cũng đập chiêu nha. Em Tú làm chứ phải tao làm. Là món này có lý á. Đó giờ biết ăn ruột với này kia không, đâu có ăn món này đâu. Này xào với tại, cậu. Rải tôi nó bán đồ tươi đó, rồi cái mua đúng vô không? Rồi. Ông sắc nhỏ vậy đó mới ngon đó. Nãy sợ chắc là vậy, cái chắc nhỏ đúng rồi. Đó. Đúng rồi, đúng á. Chả kêu chắc bệnh, ai biết đâu cũng bệnh. Chắc bệnh, chắc là nấu canh. Tôi ăn lần là nhậu cũng được đó. Sợ nhớ cái mình bà. Anh làm ăn cái gì nè. Đó thống nhất là có ông Hai Bạo. Thằng đi khách bạo ông ta. Phải, thằng thì mẫu ba cái trong ruột. Rồi đó mấy em nhậu là mua đồ để nhà ảnh nhậu không à. Ảnh mụn làm ăn cho vợ không làm đâu. Không làm, không bao giờ làm.
mà đồ nhậu một cái ông làm ăn nhất nách luôn, mà ngon lắm. Thằng mẹ nó cái đồ vô đó ký. Không, cái gấp cái này ông nội gớt. Cho năng gì nó gấp đó ông nội. Gớt chứ không phải mà nó bị dính đó không. Nội xem tích. Anh tên gì? Tên Thẳng. Tiền tóc tên Thẳng để cho bản Thẳng đó. Mà mày chạy thẳng vô là mày gặp là chữ Thẳng. Chờ để tao chở cho ông nội ngồi qua đi. Má nó mới rồi đó, mới coi mới chở rồi đó. Để cho lùi cho nó lắc nữa nè. Nhậu đi, tôi có không, ấy tôi khỏi, có chở khỏi. Khỏi để em ngồi cái bên em chở cho. Đúng. Trời ơi tại hàng nó ít lắm, lâu lâu chở một lần. Không sao không nổi cái. Em này ở trung tâm mà thấy mà anh thích đẹp này. Đừng hơi cái khác chứ không phải là mà khen để mà cái gì em không cần. Thì em hớt tóc là cũng như là tiền em bỏ ra thôi, lựa chỗ nào mà hớt được ok. Ý con quýt, quýt thiên gia vậy cam này tới mùa tới mùa của nó rồi đó. Nhất là em vô tiệm hớt tóc nè là anh chưa mày nướng con đựng vàng quá nhé, đừng khét quá mày nướng gì vừa chín tới rồi khét quá ăn không ngon không. Ta thấy cũng tao tao tính nướng thêm nữa đó. Nó mắc còn chắc hả? Ừ. Tao tao tính nướng khô hơn nữa đó. Bậy cơ mày nướng. Vừa vàng là được. Vừa vàng là ngon mày, tao nhớ rồi, tao nướng vậy đó ngon lắm mà mày nướng khô nó cái là nó khét luôn á. Nướng khô nó đâu còn chắc đâu anh. Tại nhầm người hơn mực luôn đó. Nhầm người thích, nhầm người không. Cho em xin đi thuốc của anh này, thử đi. Hút cây vô hoài thuốc này thử. Dạ. Để đây anh. Nè Lucky. Không mình thấy nặng lắm, nặng lắm nghe. Nặng hơi vô quá. Mày quen quay này mời mà cái nhà hút thuốc của anh Tú có thuốc gò nha. Gì? Ông già lên lưỡi. Thuốc rắn ông già lưỡi. Thuốc rắn ông già lên lưỡi. Không, thuốc này nặng lắm á, hút nổi giỡn đâu mày. Cái này nặng. Ngon hầm á. Ngon hầm là nặng lắm. Ông già le lưỡi đó. Le lưỡi ra liếm cho dính á. Tao quấn hay đó, đó. Cái thuốc nào ông già le lưỡi có thằng Hậu đợt đó nó vô trong cái tiệm kêu nó mua cái gì thuốc. Gì đó mấy bạn. À được chưa? Đúng rồi, rồi vô nào ăn cho nửa vị thuốc ông già lẻ lưỡi ra cười cái hỉ nó đâu phải con cái này thuốc ngọt chứ đâu có ông già lẻ lưỡi nặng mà có thiệt mấy ông già lẻ lẻ lưỡi liếm này nè cho vú này nè cho nó dính cho cái này dính nè vô đặng xe cho dễ đừng hút xong ra. Cái bắt đầu là hồi xưa khăn mà hiếm thuốc á hút xong cái bắt đầu dán còn dán cây cột lẻ lưỡi dính ướt nhẹp dán cột bắt đầu hết thuốc rồi gom lại lụm lại như 10 điếu rồi gom lại điếu cái đó để nó cũng đi hơi cho thuốc này dở hơn không có thuốc này là chơi nguyên chất không à không có đầu lọc tôi thấy hồi đó cái ông này ông lấy mà ông không hết thuốc hút à ông lụm tung tàn hết luôn ông lấy ba cái lá chân bầu ông vò ba lá khô ông vò lấy nút hút nó lên khói mùi thuốc này mấy, có gì ngon mấy người biết hút là hút sạch á ông làm quá tiền mày ơi tao phải làm gì mới được. Ủa mày nhắn ông mà luôn hả tiếng hả nè thương sao ông kêu ông Tú dẫn giùm trời gì nhỏ dẫn được mà không ông Tú ông quen ông dẫn đủ lượng hút nó ngon à, mày làm vậy mày rắn nhiều quá nó nghẹt nó hơi giỏng rồi đó nó cứ ngắt á kêu cứu rắn giùm nó hết mới ngon coi con nào chín chưa gắt rồi mới gắt rồi không con nói vừa mới chín đó thuốc này hút cũng đâu nặng mấy anh Tú ha lại mà nước trắng á không nặng mấy chứ lúc kia hút một cái động nặng lắm nha mày sắc mà sắc đen á tại mày rắn mà nó cứng quá rồi đó nó không có lên hơi đó sắc đen á ông Tú vẫn nói ông điếu ông Tú thôi được cũng hút cái này chưa hết hút nó sẽ không nổi mày thử đó ông nội tao ông giống điếu một cái dài ông nội tao hút dữ lắm nó hút điếu á cái đó phải đồ mạnh cho đồ giống một điếu mà lớn rồi nè cái em tay nè ông giống điếu thuốc như là thuốc lạ thuốc gì thuốc xì gai đó thuốc gì đó cả điếu thuốc con hậu giống nữa hả đó nội hút dữ lắm. Bả cái gì muốn bằng ông đây út chưa. Tại nó dán thuốc gì không? Ừ, thằng Hậu nó dán phẩm tiếng thuốc dài gì nè chợ. Tụi bán thuốc gì mà sống chín tới 94 tuổi mới chết à? 93 tuổi còn tháng Tết là 94 mới chết á nội tao á. Thọ. Có ông bác bên đây nè, ông sống tới 97 tuổi mà giờ ông còn đạp xe đạp được đó. Đi hả? Ông năm lưu. Rồi năm nay ông như vậy. 97 tuổi, năm nay là 98 tuổi đó. Anh đi bắt ông anh ghé thăm ông hoài vậy. Quá đám cưới đám gì nhóc hơn hát. Này trời đám quá vậy đám. Bữa nay ngày tốt cái gì mà đám cưới nhiều á. Bữa nay ngày 29 phải rồi, ngày mình á đẹp ghê ngày tốt. Mới là hay đám cưới nhiều là người ta nói là mình biết ngày tốt, người ta tổ chức nhiều thôi đó. Ta hiểu rồi. Cũng có thầy coi à, chắc ngày đó tốt rồi nha. Ngày tốt vẫn đi nhậu à.
ta cũng đi coi thầy nó trên. Thằng Hào tắm chưa ra nó trời. Ừ, tắm lâu lắm. Mít của nó hót ẩm ẩm cây rồi cũng mới đem chim nồi tới bắt. Ở ngoài ruộng ta giăng lưới với mà có túc bằng cái lâu anh. Ủa con chó nó không ăn chuột ta? Làm màu nữa đó. Sao? Ngon lắm mày em. Làm bộ dữ mà mại hơi. Tôi cũng phải ăn mì với cải này lắm nè. Xào ha, mì ấy trụng rồi cái xào khô lại với bắp cải. Mà mì mì ăn ngon nhất á là ở trong tiệm game hoặc là ở trường học. Đối với khách hàng mới ngon. Đối là ngon, cũng ngon. Không biết sao nữa, tự nhiên mì mà cái lúc cảm thấy ăn ngon nhất ở trong trường học á. Lúc còn đi học á. Lại tiền á. Thế chứ bộ. Hồi xưa mà ăn đâu mì ha. Chết. Hồi xưa ngon. Trong trường học có ăn mì. Mì cái thêm miếng giá. Có tiền thêm nữa là mua cây xúc xích để vô là đụng thằng đó ăn xúc xích là bự bự lần đó vip rồi đó, đó là dân có tiền đó. Còn đụng mấy thằng người nghèo ăn mì không với giá mà. Cái bụng á. Cái rượu ở nhà uống đâu có ngon mà cái rượu mà đi nhậu trực, nhậu ké rồi đó uống mới ngon. Biết chưa? Thôi chưa à. Quá vậy nè, có khó vậy cũng như mày ở nhà mày hết rượu vậy. Điện muốn chết rồi nhầm cha rượu ghiền á. Đi kiếm của bà, uống ngon muốn chết. Ai mà nó nói không phải bơ đũa, nói là dạng nói mấy người không mà nghiện á cũng không có nhóc coi trường cái dạng đó, mấy dạng thôi mà ít khi là kiểu mà như là cái vụ buồn ngủ mà đi kiếm chú măng nằm buồn ngủ giờ nằm đâu cũng thấy ngon vậy. Có nhộng mình đó, ngủ thì ngủ gà ngủ gật thì ngon nhất. Ngủ gà ngủ gật á đâu cũng ngon vậy. Ngủ mà trong lúc mà đang làm việc rồi buồn ngủ đang buồn ngủ á, ngủ đâu cũng thấy ngon vậy. Mờ ngủ đóng gô cũng thấy ngon đó. Những cô đẹp hả? Đâu ngủ đông gồm đó, anh có ngủ đông gồm rồi trời. Ngứa thấy bà. Ngứa thấy bà. Ấm lắm mà. Chết. Trời lạnh. Ngứa. Ấm thì ấm rồi có thiệt. Mà tại sao nó ngứa? Ngứa. Ngứa thì chết ấm rồi. Ấm là ấm cái lúc có bà bên cạnh. Trời ơi, trời. Còn cái lúc không có bà bên cạnh á. Ngủ đóng gồm chứ. Ngủ một mình á lạnh tanh ông nội ơi. Ai mà. Cho sao đi thẳng mà mày. Đúng không? Gần nó kiến rồi nó bu thấy bà luôn thấy chưa? Bây giờ nếu mà ấy nữa là mình không bỏ xích đằng đó chút cho nó đó. Chạy ra đó, cho nó chạy ra ngoài đó. Ăn rồi ăn rồi đừng có bỏ gần mình. Bỏ gần rồi nó lại cắn thấy bà mình. Bỏ gần mình kiếm lại. Mấy kiếm nghĩ hay nè. Hay á. Không thấy mà nếu còn lớn nghe hơi lạ đầu nó ra. Đỏ này. Kiếm nghiện á, kiếm nghiện. Thấy chưa nó làm bộ nãy dục nó không ăn bây giờ ra thử ăn rồi. Muốn nhà mới kiến á, làm câu một à. Ở đây có bán kiến. Thôi nghe không có tào lao. Thôi anh bớt giỡn anh không có. Đi bán thằng lằn á. Bán thằng lằn nữa. Ở đây có bán thằng lằn. Là còn vô có quán kia. Nhà em bắn nát cho nhà ông bắn á. Ông về em bắn á. Bà này sao để cái hình con thằng lằn có thiệt nha bà. Cặp nhà nè bà chị tôi. Ông thằng lằn cho bà để hình con thằng lằn luôn. Bà để tại đây có bán thằng lằn nữa. Ủa bà này không lẽ gì. Ai mua bán thằng lằn nữa ta. Ai mua làm gì trời. Lấy xuất khẩu thằng lằn thiệt bà để hình cái con thằng lằn ở trước á. Con cái thằng lằn nhiều quá chắc là ỉa rồi đầy nhà đó. Bà để hình thằng lằn trước đó, tại đây có con ngồi xuống đây cho chỗ giữa nè con ngồi đây đi. Hồi năm rồi con mắm à, thằng Phước là con vào đây đại gia mà nào là đại gia gái à đại gia mà mua xe bông về kịp hả hết tóc cái tấm gội luôn mát nha con mát kìa. Chú xuống đây nè, đây nè, đó. Để cho chú ấy bị... à, quay phim hành quả, con mới tắm rửa xong rồi. Hết rồi. Hết rồi, đẹp trai vô, cố gắng. Má mày đẹp trai. Con cảm ơn nhờ hết tóc rồi, con cảm ơn chú chưa? Thôi, thôi con gì được rồi, cảm ơn nghĩa gì. Con cảm ơn chú thẳng đi. Con cảm ơn thôi, chú. Khỏi đâu. Con cảm ơn chú. Rồi. Không mặn thì. Này là cáo con chuột cho nói giùm cái này thẳng. Con mày đi. Đụng rồi má ơi. Đó. Con luôn. Đụng nguyên con luôn. Ba ơi. Thầm vứt sạch bon trời. Công nhận thiệt chứ. Thôi cởi đi. Ông mình đẹp trai thiệt rồi, nhìn kỹ rồi. Thầm vứt sạch bon à. Đẹp. Không phải là khen.
Khen lấy lòng. Đúng rồi, trai lại liền hết trời. Ồ, cảm ơn thẳng nha. Người ta nói người xấu nhờ lụa, nhờ mình trang điểm. Ta người đẹp nhờ lụa, ông nội ông nói ngược đời. Quên người đẹp chứ, quên nó lộn mày. Lộn nó lại. Có vậy. Tự nhiên người xấu nhờ lụa. Đẹp. Đẹp nhờ lụa hả? Không biết cái gì đâu mình. Sau đó giờ cũng bình thường, tôi vẫn ưng vậy. Mới mốt một kia mà mua đồ đẹp tặng lên là cũng đẹp luôn, nhìn đâu ra. Đồ nào cũng đẹp vậy? Chưa đó đẹp không? Áo đỏ mà. Mốt vô là nguyên. Hết cửa là mình bỏ vô mình pha rồi mới đổ nước nóng vô đó. Video cũng dài à cả nhà ơi. Bây giờ 5 phút nữa đi uống mới ngon. Ủa sao tao với đổ trà vô mà cho nó trà nó tan ra hả? Ừ, cho nó ra trà. Ra chào mới ngon chứ. Còn mình mới đổ vô đem uống rồi chỉ hơi trà thôi chứ đâu có thiệt có cái chắc trà đâu. Đúng rồi, chú nhớ đang quay con ăn cơm đây. À, chắc có thể vài bữa nữa nha con. Vài bữa nữa chú nhớ sẽ đem hình ra. Đúng rồi, hình Ngọc Trinh mới chịu nha. Con khoái Ngọc Trinh không? Tô hình bự á, con thích đã. Ok con.